we sail a little bit high. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền một mùa thu vào trong một giấc mơ buồn. Bà rồi có chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ xinh hài, dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trần. Chiều qua cánh đồng, ai thương ai nhớ về Cà Mau. Nằm dưới u mưng, ai thương ai trên sông dài mà đợi ai. 32 Cái gì cầu cái gì không? Nghe được. Nằm dưới u mưng, ai nào? Kêu đi má. 32 mấy gì ra, số gì ra. An Giang có lòng xiên mặn mà, ai đi châu Đông nhớ ghé qua phía bà. Về tỉnh Biên nhớ thương em Hà Tiên, chia trên lòng luôn sâu áo cho em chiều. Hôm đó người nhắn ai đôi câu, người em chợ mới Tân Châu, có thương tình đợi chờ. Nếu có quê hương đất miền Tây, nhớ thăm em lại người em nơi núi Sam. 4 18 có mấy gì ra, thành phố nào háo nhớ không anh? Hâu. Đời chúng mình là còn 24 mấy gì đây, 4 gì đây, đây chẳng ai xa lạ, chẳng ấy chính là anh đây. 47 mấy gì ra cuộc đời gì ra, anh nghĩ không để gì vậy, anh đến giơ tay hả, đâu anh nào vậy, có dạ, không giỡn dạ, xuống à. Mấy gì ra nhấp mấy chiếc chén chua cay này, lớn bao nhiêu gã du ca buồn, đang ăn bướm với nỗi đau, với trái tim ta tận quyền. Nhấp mấy chiếc chén chua cay này, ôi trời ơi, anh trai, trời ơi, con trai ơi, đừng có bò lên sân khấu nữa nha. Tụi bữa nào con nhảy, con thấy con chậm chết bây giờ á. Cái thằng này chẳng có biết bao nhiêu lần mà nói lì người ta. Không, ở đây không có gây không? Không sợ, rất không sợ em luôn. Ai đang đi trên đường về, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây anh à, vô đây anh à. Cái gì? Có thấy gì không? May mà tiệm nó quý chết rồi. Mấy gì đây ai đang đi trên cầu quay, té xuống đây đó nữa, nó cười khổ đó các bạn, nó sẽ quên lên, nó lạnh lạnh rồi. Vô đây anh dù trời mưa em vẫn chưa anh đầy. Con mười bảy số gì đây, mấy chị ra buồn gì ra. Phụ nữ ngày nay đêm ngày mà tâm niệm, phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn. Hạn chế sinh con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe dạy trẻ mà cho ngoan. Việc nước lo toan việc nhà mà cũng tốt. 41 là chiếc lá cờ lên giờ sống tiếp. Bà gì ra cái đó, bà gì ra cái đó, bà gì ra cái đó, bà gì đây, bà gì ra cái đó, bà gì ra.
Tụi nó mẹ kêu con là ông già chứ. Mày thấy thượng hoàng hả? Xin lỗi ông lại ra xin lỗi. Mày bỏ tù đi. Rồi chú. Mấy gì ra? Mấy gì ra? Cái này mấy gì ra? Cái này mấy gì ra? Con máy buồn trời em là người con gái xinh xà này. 37 37 là tiếng lá cờ hên. Tôi cà lây nhau quý vị. Và bây giờ 37 là có chủ nhân may mắn nha. Xin mời bây giờ mình khoan bôi tết. Chưa? Giờ số tiếp anh chị ơi. Mọi người ơi, 37, cái này 37, cái này 37, cái này 37. 37, 37, 37, cái là 37. Mấy chị ra chị bánh teo làm em hết hồn. Mấy chị ra, mấy chị ra, mẹ mùa đông mình thấy là tí cười. Tôi sẵn đôi đêm em về, mẹ mùa đông mình thấy. Hãy hãy, 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 hãy hãy. Số 7. Còn số 7. Còn số 7. Còn số 7. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Đặt lấy cái mâm. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. Mấy gì ra? Mấy gì ra? Mấy gì ra? Em ngã xuống như bao chàng dũng sĩ. Phút cuối cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em dẫn nát bạo tàn, yêu mãi ngàn đời. Người con gái Việt Nam. Còn số 8, còn số 8, còn số 8. Là tâm ghép lờ hơn. Và bây giờ số 8 đã có một chủ nhân may mắn đọc giải nhá. Xin mời khán giả nào đọc giải chúng ta mạnh dạn đồng hành bước lên sân khấu để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại. Và khán giả mình giữ y nguyên tại là bé trên tay. Và lỡ mà không may mắn đọc giải chúng ta cầm bé giữ lại tiếp tục. Và chúng ta đã tìm ra được chủ nhân may mắn cho vội mỗi vòng loại chúng ta được đọc giải. Những tại là bé mà không may mắn đó, chúng ta nhớ quay lại mặt sau, ghi rõ họ và tên cũng như là số điện thoại. Để một hai vòng loại nữa chúng ta sẽ được bắt đầu đến với chương trình là gom những tại là bé lô tô đó lại để chúng ta trao cho một vị chủ nhân may mắn nhất nhận một con gấu khổng lồ. Và tại là bé màu xanh chủ nhân đầu tiên 1179, con số vừa kêu số 8, số 8 có 1, 19 có 2, 47 47 có 3, 55 có đủ. Chủ nhân thứ hai 1180, số 8 có 55 có 2, 19 có 3, 47 có đủ. Và dòng lại đây chúng ta đã có hai chủ nhân may mắn nha. Để chúng ta bắt đầu chương trình. Anh ơi, tráng sĩ, mời tráng sĩ trở lại sân khấu. Chúng ta quay số, anh làm gì vậy? Vui vẻ không quạo, bình tĩnh. Đừng quạo, cái mặt căng quá. Rồi, bây giờ rồi chúng ta quay số nha. Ai lớn nhất chúng ta được nhận qua sản phẩm nha. Anh ơi, một hồi xong á mình vô xong được sân khấu mình liên hệ với Lê Cần nha. À, thẩm mỹ đại hàng sẽ được tài trợ 30% chúng ta cắt mắt á. Rồi, vô. Hello. 37 số mấy? 27 số mấy? Wow. Wow. Đúng không? Số mấy? Oh, wow. 43. Rồi, chia tay với người đẹp nha. Và bây giờ dòng lời này chúng ta đã tìm ra được chủ nhân may mắn nha. Xin mời các nhà mình nhớ tham gia tham dự tiếp tục ủng hộ cho dòng lời mới. Giá tiền vẫn là 10.000 đồng cho tài lá bé nha. Nhắc tay lại chứ. Ông đậu ơi. Tao dẫm một cái tao đẻ không kịp để tao đền. Hả? Bây giờ chúng ta cùng đến với vòng loại mới, chất tiền vẫn là 10.000 đồng. Và trở lại với hai drag queen xinh đẹp của đoàn Luna Lumi.